7 điều quan trọng khi anh chị sở hữu cho mình một con máy spa cà phê CRM 3002B. Bước 1, kiểm tra. Chúng ta phải kiểm tra lại tất cả các linh kiện và phụ kiện như là tay cầm, tăm bơ nén, hộp đập bã xem đã đầy đủ hay chưa. Nếu chưa thì anh chị có thể liên hệ ngay với nhà cung cấp. Bước 2, đặt máy. Điều thứ hai, khi mà anh chị đặt máy, anh chị phải đặt máy ở nơi có vị trí là cao, khô thoáng và không có độ bập bênh trên bên. Bước 3, châm nước. Anh chị phải kiểm tra lại nước đã cung cấp đầy đủ cho máy hay chưa. Với dòng máy này thì mình sẽ sử dụng là khay chứa nước đằng sau với thể tích là khoảng 1.7 lít. Và nước sử dụng cho máy sẽ là nước sạch và có độ tinh khiết cao. Khi mà đầy đủ kiểm tra đầy đủ nước rồi. Bước 4, mở máy. Thì khởi động máy, anh chị cứ mở hai công tắc đằng sau dưới máy này lên thì máy của mình khởi động tầm khoảng 5 phút và nó sẽ có là hai đèn nhấp nháy. Đây anh chị xem hai đèn này nhấp nháy. Thì khi mà đèn nó sáng hết thì mình mới có thể sử dụng được máy. Bước 5, kiểm tra phím bấm. Sau khi tất cả các đèn hiển thị đã sáng thì lúc này chúng ta đã có thể sử dụng được máy. Thì bước tiếp theo, anh chị kiểm tra tất cả các nút trên máy xem có hoạt động bình thường hay không. Đây, bấm xả nước. Mục đích này thì để kiểm tra lại xem là thứ nhất là dòng chảy nước nó có mạnh, ổn định và đều hay không. Thứ hai là kiểm tra xem các phím bấm nó có hoạt động chân chu hay không và kiểm tra vòi đánh hơi. Vòi lấy nước sôi. Bước 6, độ say. Sau khi đã kiểm tra mọi thứ hoàn thành xong, bây giờ chúng ta sẽ bước qua bước tiếp theo, đó là thiết lập độ say của máy. Thì cách cài đặt độ say như thế nào thì nếu anh chị nào chưa biết thì có thể để lại comment phía dưới. Bước 7, cài đặt. Thì bây giờ em sẽ sử dụng là mình là tay cầm 2 sót và lấy cà phê trên khoảng tầm 18 gram cho cái tay cầm này. Khi lấy cà phê xong, chúng ta sẽ bước nén tăm bơ nén. Mình sẽ nén với một lực vừa vừa và không để cho cái tăm bơ nó bị nghiêng hoặc là bị trên, và tuyệt đối là không có được gõ vào thành của hai bên tay cầm. Khi mà nén xong, chúng ta sẽ vệ sinh trên thành tay cầm đi. Và bây giờ là bước cài đặt máy. Thì đối với máy này, chúng ta sẽ có hai option lựa chọn là một sót và hai sót. Thì như em lấy ở đây là tay cầm hai sót, thì chúng ta sẽ sử dụng nút hai sót để cài đặt. Và chúng ta sẽ đè giữ nút hai sót. Đè. Khi chúng ta đè giữ đây và máy sẽ bắt đầu chạy và dòng chiết xuất cà phê sẽ ra. Đây, như anh chị thấy dòng chảy ha, rất là kẹo, độ sánh cao và lớp rema rất là dày. Thì với tay cầm hai sót này, chúng ta sẽ lấy là 60ml cà phê tính luôn cái lớp rema. Khi dòng chảy đạt tới 60ml thì lúc đó chúng ta sẽ từ từ buông tay. Chúng ta sẽ buông tay. Đây, là 60ml. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một bước cài đặt lượng nước cho máy. Thì ở video tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để pha ra một ly cà phê đen đá chuẩn ngon chuẩn vị.